Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Nguyên Audio thị xã Phú Thọ tiếp tục về một đôi loa đến từ nước Mỹ. Tôi xin giới thiệu đó là đôi loa Zelitic Mark 1. Cách đây mấy hôm thì tôi cũng đã giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn về ba đôi loa Zelitic Mark 2. Thì hôm nay tiếp tục đôi Zelitic Mark 1 đời cao hơn thì cũng đã về tại cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Đôi này có khác đôi Zelitic Mark 2 một chút. Đó là nó sở hữu trung kèn và chép kèn. Còn bát của nó thì vẫn là bát 40. Bát 40 màng giấy gân mút. Bát 40 màng giấy gân mút. Một trung kèn và một chép kèn. Trung kèn ở bên trên, chép kèn bên dưới. Chép kèn thì nằm ở giữa. Có hai tinh chỉnh ở đằng trước để cho chúng ta chỉnh tiếng. Một bên là tiếng chép, một bên là tiếng lời. Đôi loa này có trở kháng là 8 ohm. Đôi loa này thì tiếng bát của nó đánh rất là sâu. Đánh rất là sâu và mềm. Trung kèn, chép kèn thì rất là chi tiết. Bát đánh rất sâu nên là chúng ta có thể nghe được đa thể loại nhạc. Đôi này chúng ta có thể đánh được cả nhạc mạnh. Nhất là anh em nào sở thích tiếng bát thì đôi này rất là hợp với quý vị và các bạn. Đôi này chúng ta có thể hát karaoke gia đình rất là hay. Đôi này thì nó chịu đòn rất là tốt. Chịu lực. Đẹp xuất sắc. Đôi này vừa hàng công Mỹ về nhà. Tất cả thùng vách là chưa xước sẹo một tí nào. Tôi quay cận cảnh cho quý vị xem. Rất là đẹp. Hàng về tại cửa hàng Nguyên Audio thì được chọn lựa rất là kỹ lưỡng. Tôi cũng đã giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn là rất là nhiều những đôi rất là đẹp. Đôi loa này có trở kháng là 8 ohm nên là rất dễ ghép âm ly. Chúng ta có thể ghép được mấy âm ly như là Samsung, Mahjong, Luckman, Pioneer đều được. Cấu hình hôm nay thì tôi ghép nó với chiếc âm ly Luckman 308. Và chiếc đầu đĩa vừa mới về tại cửa hàng, đó là chiếc đầu đĩa giải mã Pioneer T07S. Một chiếc đầu đĩa rất là đẹp, đầy đủ zin, còn điều khiển zin luôn. Mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036-068, giao hàng toàn quốc. Tôi xin nhắc lại, quý vị và các bạn có nhu cầu mua đôi loa và chiếc đầu đĩa CD Pioneer T07S và chiếc âm ly Luman 308 thì xin liên hệ trực tiếp với Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988-036-068, giao hàng toàn quốc. Và bây giờ xin mời chúng ta cùng nhau thẩm âm đôi loa này. Chẳng
bát đánh quá uy lực luôn. Tại sao lại gọi anh bằng chữ khi em biết anh thương? Em biết anh buồn từ khi em dừng chân. Có phải em vô tình? Xa nữa, xin người yêu chớ sầu.